đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chắc chắn là những nam thần hàng đầu trong mảng phim truyền hình hiện nay, nhưng thực lực không chỉ phụ thuộc vào ngoại hình và độ nổi tiếng, mà quan trọng hơn là kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh, chỉ có tác phẩm tốt mới có thể đi xa và lâu dài được. Gần đây, trên Weibo đã xuất hiện những cuộc thảo luận, trong số rất nhiều nam diễn viên sinh năm 90 của dòng phim truyền hình, ai là người có kỹ năng diễn xuất thực sự tốt? Sau đây là danh sách 10 diễn viên có diễn xuất hàng đầu của dòng phim truyền hình của lứa 90. Nhậm Gia Luân đứng thứ 4 và Tiêu Chiến đứng thứ 3. Và vị trí quán quân về diễn xuất thuộc về nam thần này là hoàn toàn xứng đáng. Nào hãy cùng thế giới showbiz điểm qua 10 nam nghệ sĩ được Weibo bầu chọn có kỹ năng diễn xuất nhất của lứa tiểu sinh 90 gồm những ai nào? Ở vị trí thứ 10 là Hứa Khải. Năm 2018, Hứa Khải xuất hiện với vai trò mới trong bộ phim truyền hình cung đấu Diên Hy Công Lược và ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Hứa Khải được xem là có kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình đẹp trai, được xếp vào danh sách một trong những diễn viên thế hệ lứa tiểu sinh sau 90 có kỹ năng diễn xuất. Sau Diên Hy Công Lược, Hứa Khải đóng vai chính trong Chiêu Riêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Vở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm. Hình tượng nhân vật đã thay đổi từ một chàng trai hiền lành và hướng nội trở thành một chàng trai phản nghịch. Có thể kể đến nhân vật siêu tương phản gần đây là thiếu gia ăn chơi trác tán Trình Sử Mặc trong Ly Ca Hành, cũng đã được thể hiện rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất thực sự là tốt. Ly Ca Hành kể về mối tình thắt cốt ghi tâm của tướng quân Trình Sử Mặc, Hứa Khải thủ vai và nữ quan Phó Nhu, Lý Nhất Đồng đóng. Phó Nhu là một tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, rất am hiểu cầm kỳ thi họa, giỏi thêu thùa và may vá. Mọi chuyện yên lành cho tới khi nàng bị tuyển vào cung để làm người hầu. Tại đây nàng lọt vào tầm mắt của công tử nhà tướng quân, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Vì quá yêu Phó Nhu mà Trình Sử Mặc quyết tâm thay đổi bản thân để chiếm trọn tình cảm của nàng. Cả hai tạo nên chuyện tình vừa ngọt ngào, hài hước, vừa nhiều thử thách, và tất nhiên họ cũng bị cuốn vào những âm mưu mô thủ đoạn nguy hiểm luôn kề trong cuộc tranh đấu chốn cung đình. Năm ngoái, Tống Uy Long, người nổi tiếng với Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đã đứng ở vị trí thứ 9. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy trong hai bộ phim truyền hình này đã được đón nhận nồng nhiệt, và hai bộ phim truyền hình này cũng đã đạt được thành tích rất cao trong các bảng xếp hạng, cũng như độ nổi tiếng không cần phải bàn cãi. Điều này đã đặt nền móng tốt cho anh ấy. Anh ấy đã tạo ra hai tác phẩm liên tiếp được công nhận trong một năm, thật tuyệt vời, và không phải nam nghệ sĩ nào cũng làm được điều này. Bạn có biết Tống Uy Long thực chất là một tiểu thịt tươi sinh năm 1999 không? Nhưng tính tình của ấy rất điềm đạm và chín chắn. Điều này có thể liên quan đến tính cách hướng nội của anh ấy. Giống như Hứa Khải, Tống Uy Long trước khi là một diễn viên thì đã là một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh ấy không có gánh nặng thần tượng khi đóng phim, không có sự e dè của một tiểu thịt tươi. Cảnh hôn thực sự là cảnh hôn, và có cảm giác trong tương lai anh ấy sẽ càng phát triển hơn, sẽ trở thành một trong các tiểu sinh lưu lượng hàng đầu. Mới đây Tống Uy Long vừa hoàn thành xong vai diễn Trương Bỉnh Phong trong phim Trương Công Án. Vai diễn này cũng có rất nhiều điểm mới lạ khác với các vai diễn trước đây của anh ấy. Trương Công Án, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Đại Phong Quát Quá. Lễ Bộ Thị Lan Lan Giác, tỉnh Bách Nhiên, vô tình gặp được thư sinh nghèo Trương Bình Phong. Tống Uy Long dẫn dắt thư sinh nghèo từ chức quan nhỏ đến chức thừa tướng, cùng vượt qua những câu chuyện sóng chiều trong cuộc đời. Với Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Xinh Đẹp Của Chúng Ta, Hồ Nhất Thiên đã đứng ở vị trí thứ 8. Anh ấy cũng là một diễn viên không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, mà chuyển từ người mẫu trên mạng qua làm diễn viên. Những sao nam chưa từng học qua diễn xuất này có khả năng diễn xuất rất tự nhiên, khả năng nhập vai của họ rất tốt. Hình tượng nam thần cao lãnh của Hồ Nhất Thiên trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường này đã ăn sâu vào lòng netizen. Ai cũng không ngờ rằng trong Dân Quốc Kỳ Thám, anh lại có thể vào vai một thám tử ăn chơi và dễ thương như vậy. Mọi người đều có thể thấy được sự tương phản về kỹ năng diễn xuất qua các vai diễn. Thực lực của anh ấy đang dần tăng lên, mặc dù Thầm Yêu Quốc Sinh Hoài Nam và Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Của Thời Gian không bùng nổ, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ấy không thể nghi ngờ là đã tốt hơn. Với sự biến hóa của Tiểu Phong Bạo Hoa Hồng Của Thời Gian trở thành một nam chính báo thù cũng rất thú vị. Và hiện giờ anh đang tham gia bộ phim Siêu Thời Không Lãng Mạn với vai diễn là Tràng Minh Tinh thời Dân Quốc ngông nghênh, kiêu hãnh và đôi khi dễ thương, hài hước. Cùng đón chờ xem anh sẽ thể hiện vai diễn này thế nào. Siêu Thời Không Lãng Mạn có sự tham gia của Hồ Nhất Thiên trong vai Thanh Vũ, một diễn viên nổi tiếng thời Dân Quốc, người bằng cách nào đó tìm thấy chính mình ở Trung Quốc hiện đại. Anh ấy gặp nhà biên kịch Tân Binh Kim Phan Dơ Chân An Dương, Trần Ngọc Kỳ và một mối tình lãng mạn bắt đầu.
vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng thuộc về Bạch Kính Đình. Kỹ năng diễn xuất của Bạch Kính Đình cũng đã được khẳng định, anh không thua kém gì Triệu Hữu Đình trong bộ phim Vinh Quang Bình Phàm, do hai người đóng chính. Mới đây anh còn thể hiện khả năng diễn xuất trái ngược nhau trong hai bộ phim truyền hình hot gần đây là Vinh Quang Bóng Bàn và Em Là Thành Trì Doanh Lũy của anh. Vai diễn và tạo hình có thể nói là rất thành công, có nét duyên dáng tự nhiên. Từ một nam thần thanh xuân vườn trường hiền lành tinh khiết như ánh nắng thuở ban đầu, đến vị kiếm khách lạnh lùng trong Thiên Trịnh Trường Ca, rồi đến vai diễn bất hảo trong 8090, gần đây anh ấy đang liên tục thử thách và không ngừng mở rộng con đường diễn xuất của mình. 8090 là bộ phim truyền hình Trung Quốc với sự tham gia của nam nữ chính là Bạch Kính Đình và Ngô Thiến, kể về câu chuyện và các mối quan hệ giữa những ông bà lão ở độ tuổi 80 và những đứa cháu thế hệ 9X của họ trong một viện dưỡng lão. Ngôi nhà Ánh Dương là viện dưỡng lão do bà Lâm xây dựng, quy mô không lớn nhưng rất ấm áp, có những người già tính tình cổ quái sống ở đó. Bà Lâm mắc phải ung thư gan thời kỳ cuối, đem viện dưỡng lão giao lại cho cháu gái Diệp Tiểu Muội, Ngô Thiến. Lúc này, một tên trào hàng dụng cụ thể hình miệng mồm điêu ngoa, qua tam sản, Bạch Kính Đình, sắp xếp ông nội vào viện ở, để tiện cho mình lấy thân phận người nhà ra vào, lừa tiền của người già. Vị trí tiếp theo, vị trí thứ 6 là Dương Dương. Dương Dương không chỉ được công nhận là Mỹ Nam 360 độ không góc chết, kỹ năng diễn xuất của anh cũng được khẳng định rất nhiều. Dương Dương cũng là một diễn viên xuất thân, không qua trường lớp đào tạo, anh theo học khoa vũ đạo của trường nghệ thuật quân đội. Trong thời gian đi học, anh được chú ý bởi vẻ ngoài điển trai cùng với kỹ năng vũ đạo xuất sắc của mình. Anh đã được mời tham gia vào bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng, và đó cũng là bước ngoặt đưa anh bước chân vào làng giải trí. Dương Dương đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tiến bộ của mình qua bộ phim Đề Tài Thể Thao Điện Tử Toàn Chức Cao Thủ, khiến người xem phải công nhận kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Hai năm trở lại đây, Dương Dương cố gắng thoát khỏi hình tượng Mỹ Nam lạnh lùng nhưng rất thâm tình tiêu nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Anh ấy đã đổi sang hình tượng mạnh mẽ, lết thết như vai Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn. Có thể nói đó là một sự thay đổi rất lớn, và sự thay đổi đó cũng được khẳng định rất cao. Cùng với đó là kỹ năng diễn xuất của anh được khen ngợi rất nhiều. Hiện tại Dương Dương đang có quay bộ phim cổ trang Đại IP cùng Triệu Lộ Tư, Thả Thiết Thiên Hạ, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ, trong đó Bạch Phong Tịnh, Triệu Lộ Tư và Hắc Phong Tức, Dương Dương là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia. Đặng Luân đứng ở vị trí thứ 5, kể từ sau sự bùng nổ của Hương Mật Tựa Khói Xương, Đặng Luân cũng tiếp tục mở rộng diễn xuất của mình, chẳng hạn như vai Hách Trạch Vũ trong Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất. Hình ảnh đặc biệt chân thực và kỹ năng diễn xuất của Đặng Luân cũng rất tự nhiên, kỹ năng đọc thoại cũng rất tốt. Hầu hết các nhân vật của anh ấy đều là sử dụng âm thanh gốc, không thông qua lồng tiếng, thật là quá giỏi. Đặng Luân đã có hai bộ phim được phát sóng vào năm 2019 là Người Bạn Thật Sự Của Tôi và Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất. Sau 4 bộ phim truyền hình, vào năm 2020, anh chỉ xuất hiện với tư cách khách mời trong phim Lê Hấp Đường Phèn, và sau đó không còn bộ phim nào nữa. Hiện giờ anh ấy chỉ chủ yếu tham gia show tống nghệ, tạp kỹ để duy trì độ nhận diện cho mình. Hiện tại anh còn hai bộ phim đang đắp chiếu đang chờ phát sóng là Mùa Tốt Nghiệp và Nhiên Tình Đại Nghĩa, nhưng không biết bao giờ hai bộ phim này mới được lên sóng. Có thông tin cho biết Đặng Luân không quá vội vàng nhận đóng phim mới, vì anh ấy rất kén chọn trong khâu lựa chọn kịch bản. Phải nói khâu lựa chọn kịch bản của anh ấy rất kỹ lưỡng, dường như anh ấy không còn muốn đi theo con đường lưu lượng nữa, mà muốn tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình hơn, và đi con đường thực lực chính kịch. Danh sách này chủ yếu dành cho các nam diễn viên thuộc lứa tiểu sinh sau 90. Mặc dù Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, nhưng anh vẫn có tên trong bảng xếp hạng và đứng ở vị trí thứ 4. Kỹ năng diễn xuất của anh được công nhận rộng rãi, và thành công của bộ phim Cẩm Y Chi Hạ càng khẳng định thêm về điều đó. Một Lục Dịch hống hách và dịu dàng đã giúp cho kỹ năng diễn xuất của anh ấy xuất hiện trong top hot shot rất nhiều lần trong thời gian phim được phát sóng, và đôi mắt của Nhậm Gia Luân cũng trở thành từ khóa tìm kiếm trên top hot shot. Rất nhiều cấp độ biểu cảm của ánh mắt được anh ấy thể hiện trong bộ phim khiêu khích, độc đoán và dịu dàng, mọi biểu hiện đều rất tốt và cũng rất đẹp trai. Cảm nhận về mỗi bộ phim của Nhậm Gia Luân luôn rất tốt, và kỹ năng diễn xuất tốt của anh ấy cũng giúp anh ấy có thêm được một lượng lớn fan hâm mộ. Ngay cả khi đã là một người chồng, người cha, thì anh ấy vẫn khiến các cô gái phải phát cuồng vì mình, vì những nhân vật anh ấy thể hiện quá hấp dẫn. Hiện tại anh ấy đang trên phim trường quay bộ phim Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngự Giao Ký chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, kể về việc thế tử giao nhân Trường Ý, Nhậm Gia Luân gặp và yêu Kỷ Vân Hòa,
Địch Lệ Nhiệt ba, cô vốn là một ngự yêu sư mạnh nhất Vạn Hoa Cốc. Trong quá trình chiến đấu, Hàng Yêu Phục Ma, Trường Ý, Kỷ Vân Hòa ngày càng gần gũi nhau hơn, từ đó nảy sinh tâm ý. Trường Ý chút bỏ lúc giao nhân, bỏ qua cơ hội trở về biển cả chỉ để được ở bên, bảo vệ Kỷ Vân Hòa. Tiêu Chiến ở vị trí thứ 3, anh được công nhận là một ca sĩ thần tượng rất thành công trong việc chuyển sang làm diễn viên. Nhiều netizen cho rằng Trần Tình Lệnh có thể nổi đình nổi đám một phần lớn có thể xem là nhờ vào khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến trong bộ phim. Sự chuyển biến nội tâm của nhân vật đã được anh thể hiện rất tốt, từ giai đoạn đầu là một chàng trai dễ thương, quậy phá, ngây ngô đến những đau khổ, áp bức của nhân vật ở giữa bộ phim và cuối cùng là trở thành một người quỷ dị, tối tăm, ánh mắt thay đổi khiến cho người xem phải nổi cả da gà, diễn xuất thực sự rất tốt. Tiêu Chiến tiếp tục tham gia vào các bộ phim truyền hình khác như Khánh Dư Niên, Lan Điện Hạ, Đấu La Đại Lục và kỹ năng diễn xuất của anh đã được khẳng định, đặc biệt là trong Đấu La Đại Lục thường xuyên xuất hiện trong top hot C và khả năng diễn giải nhân vật của anh cũng rất tốt. Ngôi sao lưu lượng thường cho mọi người định kiến về kỹ năng diễn xuất tệ hại, nhưng Tiêu Chiến người vừa là top lưu lượng hàng đầu, vừa lại có diễn xuất đã giúp khán giả thay đổi cái nhìn định kiến về kỹ năng diễn xuất của các lưu lượng. Hiện tại anh ấy đang quay bộ phim Ngọc Cốt Giao cùng diễn viên trẻ Nhậm Mẫn. Ngọc Cốt Giao chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt. Bộ phim kể về câu chuyện trưởng thành bên nhau và cùng nhau bảo vệ vương triều không tan của thế tử Vương Triều Không Tan, thời ảnh Tiêu Chiến và quận chúa của Sích tộc Chu Nhan, Nhậm Mẫn. Trương Tân Thành đã đứng ở vị trí thứ 2 với tỷ lệ bình chọn siêu cao. Năm ngoái, anh nổi tiếng với Lê Hấp Đường Phèn và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và khả năng diễn xuất tự nhiên của anh đã được đón nhận nồng nhiệt. Trương Tân Thành xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Xin Chào, Ngày Xưa Ấy, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả Bác Nguyệt Trường An. Lúc đầu, việc tuyển Trương Tân Thành làm nam chính đã bị phàn nàn và phản đối rất nhiều, nhưng anh ấy đã diễn giải thành công vai diễn này và khiến tất cả những người phản đối phải im lặng. Có thể nói kỹ năng diễn xuất của anh ấy khá tuyệt vời. Chất lượng các tác phẩm của Trương Tân Thành luôn rất tốt. Anh ấy không nhận kịch bản một cách ngẫu nhiên, mà chỉ nhận những kịch bản có chất lượng, có tạo hình nhân vật và tâm lý vững vàng. Với diễn xuất tốt của mình, có thể nói dù sau này anh ấy có lớn tuổi đi nữa thì cũng sẽ không lo không có kịch bản tìm tới. Hiện giờ anh ấy đang đóng bộ phim Đam Mỹ, Vượt Sâu, chuyển thể từ tiểu thuyết Độc Thầm của P.S. Vượt Sâu, kể về cặp đôi oan gia giám đốc tập đoàn nhà họ Phí và đội trưởng đội hình sự. Tuy có hai khích tướng lẫn nhau trong lúc điều tra, nhưng dần dần, Phí Độ, Trương Tân Thành cùng với đội trưởng Lạc Văn Chu, Phó Tân Bác lại nảy sinh tình cảm. Và quán quân của bảng xếp hạng 10 nam nghệ sĩ có diễn xuất của lứa tiểu sinh 90 thuộc về Bạch Vũ thật không có gì phải bàn cãi. Anh ấy xứng đáng với danh hiệu này. Bạch Vũ và Trương Tân Thành giống nhau, đều xuất phát từ các vai diễn nhỏ, đi từ dưới lên, các vai diễn đa dạng, có tính cách tương phản trái ngược nhau cao, khả năng tạo hình nhân vật mạnh mẽ, thay đổi hình tượng liên tục, bị cư dân mạng gọi là người muôn mặt. Năm ngoái, kỹ năng diễn xuất của Bạch Vũ trong bộ phim truyền hình trinh thám Chân Tướng Trầm Mặc đã khiến tất cả fan hâm mộ cũng như netizen phải bất ngờ. Anh ấy đã vào vai nhân vật kiên trì, bi thương, bất lực và do dự trong bộ phim, cách hình ảnh đau lòng, khóc lóc phải nói siêu truyền tải, thậm chí là đến chính tác giả Tử Kim Trần, tác giả của tiểu thuyết gốc cũng phải lên tiếng khen ngợi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Bạch Vũ và anh ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí quán quân này. Hiện tại Bạch Vũ đang phát triển đi theo con đường thực lực chính kịch. Hiện giờ anh ấy đang trong đoàn quay phim Gió Nổi Lên Lũng Tây, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung. Gió Nổi Lên Lũng Tây kể về năm 288 công nguyên, quân Thục Viễn Chinh phía Bắc đánh bại nước Ngụy, nội gián bí mật cấp cao Trần Cung, Trần Khôn đang ẩn náu ở nước Ngụy gửi đi tình báo giả, khiến quân Thục phán đoán nhầm lẫn thông tin. Đối mặt với tình hình đó, chuyên viên Tuân Hữu, Bạch Vũ, nhận được lệnh lẻn vào nước Ngụy điều tra Trần Cung. Trần Cung thông qua điều tra của Tuân Hữu, họ phát hiện nội bộ nhóm tình báo của nước Thục có nội ứng của Tào Ngụy với biệt danh là Trúc Long đang ẩn náu. Bạn thấy sao về bảng xếp hạng 10 nam nghệ sĩ có diễn xuất của lứa tiểu sinh 90 do Weibo bình chọn? Bạn có đồng ý với kết quả này không? Hay có ý kiến gì về bảng xếp hạng 10 nam nghệ sĩ có diễn xuất của lứa tiểu sinh 90? Hãy cùng đóng góp cho chúng tôi biết nào!